Ok, chào các bạn đã quay trở lại channel Rook Johnson. Thì ngày hôm nay trên tay mình đây là một khối Vol V2M. Thì mình sẽ nói về cảm giác feeling ban đầu về cái khối này nhá. Ok, chúng ta sẽ bước video thôi. Các bạn có thể tham khảo qua các sản phẩm Rubik tại website rubikstore.vn và mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả nhé. Đây, và đây là mở hộp. Thì mình cũng chưa chơi. Mình chỉ có chơi một chút qua thôi để mình có một cái cảm giác nhất định về con này khi mới mở hộp. Và đây, ở trong đây phụ kiện và là so 500 trong đây luôn, cũng chẳng có gì cả nữa, nó chỉ đơn giản là vậy thôi. Ok, thì cảm nhận ban đầu của mình về cái khối lượng của con này là full magnetic, nghĩa là kiểu là full 500, có tất cả 500 của ở các cạnh cũng như góc nó khác. Xong rồi con, ở đây mình có con Chushin Little Magic. Thì con này ở đây thì các bạn thể thấy chỉ có hai cái 500 viên góc này thôi, 500 khá là nhẹ. Còn ở cái Vol V2 này, thì nó sẽ có full toàn bộ 500 cho các bạn. Đấy là cái về full 500. Còn cái màu sắc mình khá là thích cái màu sắc của con này. Kiểu màu sắc của con này nó kiểu là hard bright của con này này, đây so với cái màu của Chushin. Bây giờ mình thấy này, kích thước thì với con này ấy, mình cầm nó sẽ nhỏ hơn cả con Chushin luôn. Đấy, ở đây màu sắc này các bạn thấy so với màu Chushin. Đấy, còn về so sánh về feeling hay là so sánh về các thứ thì mình sẽ có một video sau để so sánh giữa hai con này. Ok, còn bây giờ thì của mình sẽ tập trung vào con này ha. Thì về first turn, cái con này nó có một chút loop của nhà sản xuất, mà cái loop của nhà sản xuất các bạn thấy biết rồi, cái loop của Cheezy rất là zit luôn. Thì con này cũng thế, rất là zit, và nó mình thấy nó thiếu ổn định một chút. Con này cái layer của nó khi mình xoay nó bị nhanh quá luôn. Cái video mà mình nói về con Vol V2 ngày trước ấy, thì con đấy đã được loop, đã được setup đầy đủ rồi. Và con này đây là lúc mới mở hộp để mình cho các bạn thấy được cái tổng quan nhất về con này và cái phương hướng để setup con này như nào. Đây là cảm nhận rõ nhất được khi mở hộp. Mình rất thích tiếng kêu của con này luôn. Đó là lý do tại sao mình lại chọn con này thay vì mua con MGC Square One. Tại mình rất là thích feeling cũng như là tiếng kêu của con này. Đấy, con này nó có một cái độ nhanh nhất định. Độ nhanh, nhưng con này khá là khô. Độ nhanh và độ ổn định nhất định, nói chung chơi vẫn rất là ngon thôi. Còn về cắt góc thì mình, cắt góc thì con này cực kỳ tệ. Cắt góc con này cực kỳ tệ, nó không thể cắt được. Nó không như cái đời Vol V1. Đời Vol V1 cắt góc rất là ngon, nhưng mà đời Vol V2 tại sao cắt góc kém? Tại vì nó đã fix cho các bạn là cái phần gãy góc, gãy cạnh nó giảm thiểu đi rất nhiều. Tại vì là cái phần nhựa ở bên trong nó làm dày thêm. Đấy, và nói chung thì con này ok, mức ok thôi. Còn phải setup lại. Đấy, nói chung thì đối với mình ấy, thì mình phải cần có một thời gian nữa để mình write in, mình setup, thì mình có một cái nhận xét nhất định về con này. Và mình nhận xét xem là con này nó đối với năm 2023 thì con này có còn ngon hay không. Còn đây mới chỉ là cảm nhận ban đầu về khối Square này thôi, để các bạn tham khảo. Ok, video mình đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Bye bye.